Ngày 8 tháng 8, trên địa bàn thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 6 người thương vong. Trong đó có một người tử nạn tại chỗ, 5 người còn lại bị thương phải nhập viện. Khoảng 20 giờ tại nút giao đường nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - cầu Rẽ Ninh Bình và đường trục Đại học Thủy Lợi thuộc địa bàn xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên đã xảy ra vụ va chạm giữa xe mô tô và ô tô. Theo đó, xe mô tô biển kiểm soát 37L1-42435 do chị Lê Thị Mai, 20 tuổi, trú tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển, chở sau là chị Nguyễn Thị Hồng, 19 tuổi, trú tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, đi hướng từ Đại học Thủy Lợi vào trung tâm thành phố Hưng Yên, đã va vào xe ô tô biển kiểm soát 89C-06066 do anh Nguyễn Văn Trung, 28 tuổi, trú tại xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang điều khiển. Hậu quả, chị Mai tử vong tại chỗ, chị Hồng bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện. Trước đó, khoảng 13 giờ 15 phút cũng tại nút giao này đã xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô biển kiểm soát 29H-32959 do anh Nguyễn Viết Hạnh, 31 tuổi, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên điều khiển, va vào xe ô tô biển kiểm soát 89A-18310 do chị Nguyễn Thị Quỳnh Hương, trú tại thành phố Hưng Yên điều khiển. Hậu quả, hai xe hư hỏng nặng, chị Hương và anh Hạnh bị thương. Khoảng 18 giờ 45 phút trên quốc lộ 38B thuộc địa bàn thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ đã xảy ra va chạm giữa hai xe mô tô đi cùng chiều. Xe mô tô biển kiểm soát 89B1-65619 đã va vào xe biển kiểm soát 89B1-91400 ở vị trí trước cổng công ty cổ phần Tiên Hưng, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ. Hậu quả, một người bị thương nặng.